Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tính công suất của một chiếc LED bất kỳ trong cái bóng đèn LED. Thì đây cũng là một cái câu hỏi mà một bạn xem kênh YouTube của mình đã hỏi là các bạn đó có một số cái chiếc LED mà các bạn không biết cái con chiếc LED này á nó có công suất bao nhiêu để mà các bạn có thể ráp mạch hoặc là bạn tính toán cái giá trị về công suất điện áp hoặc là dòng điện. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tính từng loại chip LED thông dụng bên trong cái bóng đèn LED nha. Thì hiện nay trên thị trường á, người ta sản xuất ra một số cái chip LED mà có các mức điện áp khác nhau. Ở đây như khoảng 5V nè, 3V hoặc là 12V. Thì mức điện áp đầu vào của nó như là 3, 5, 12 hoặc là 24V, nói chung tùy loại chip LED mà người ta chế tạo. Còn ở đây cái công thức tính của mình á, khi mà các bạn cấp nguồn vô á, các bạn được giá trị U nè, lúc đầu á là khoảng 3V nè, 5V, 12V vân vân. Khi đó các bạn đo được cái cường độ điện của nó, từ đó các bạn tính ra cái công suất nha, với công thức là P bằng U nhân Y. Y là cường độ dòng điện qua LED nè. Đối với những con chip LED thông thường á, như mấy chip LED 2835 hoặc 3528 hay là những chip LED 5030 này á, thì cái dòng điện của nó phải nhỏ hơn 150mA dòng điện qua LED nha. Còn đối với những chip LED lớn á, như là chip LED cốp á, thì cái dòng điện nó cao hơn. Thì ở đây mình nói về những cái chip LED đơn giản trong cái bóng đèn LED. Cái cường độ dòng điện qua LED các bạn nên lựa chọn là giá trị là dưới 150mA nha. Nó có thể khả năng lớn hơn 150mA. Thì công suất á, càng lớn, khi mà U càng lớn và Y càng lớn. Tuy nhiên cái dòng này á, nó lớn á, thì nó dễ làm cháy mấy chip LED này nè. Các bạn không nên để nó có cao quá 150mA. Cái này là Y LED mắt nha. Thì sau đây á, mình sẽ test thử cái công suất với cái mức điện áp ngõ vào của những chip LED như 3528 nè, 2835 nè, 5030 và cái chip LED Samsung LED-H, tích hợp là 4 loại chip LED như thế này, 5050 ha. Trong nhà máy á, người ta hay sử dụng mấy cái thiết bị chuyên dùng để đo cái công suất từng chip LED như thế này. Còn ở đây á, mình không có những thiết bị chuyên dụng như vậy, mình sẽ dùng một cấp nguồn cho điện thoại di động ha. Ở đây sẽ có hai mức, mức ở trên á là cái mức điện áp, mức ở dưới là đo cường độ. Thì khi mình cấp nguồn vô á, chip LED nó sáng á thì nó sẽ ăn dòng bao nhiêu á thì nó báo trên đồng hồ giá trị ở đây. Rồi mình sẽ cấp nguồn vô. Trước tiên á, mình sẽ chỉnh cái điện áp khoảng 3V DC. Mình sẽ đo cái cường độ dòng điện qua từng chip LED một. Đây chip LED là 3528, 2835 nè. Thì ở đây các mức điện áp thông thường của nó là 3V hết nha. Thì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất á, là những chiếc LED này là loại 3V. Thì mình dùng 3V, mình cấp nguồn vô đây. Mình dùng hai cái que để mình chích vô. Ở đây á, mình có một cái dây LED nha các bạn, dùng cho chip LED 3528 ha. Rồi mình cấp nguồn 3V vô đây. Một con chip LED đó mình sẽ đo được cái cường độ dòng điện qua chip LED bao nhiêu, rồi mình ghi giá trị.
chip led thứ nhất ha. Con này là con 3528. Đây mình tiến hành mình đo cái cường độ dòng điện nha. Các bạn thấy không? Ở đây nó chỉ lên khoảng 1 vạch thôi. Một vạch của mình đó là 40mA. Đối với chip led 3528 này, đây cái dòng điện của nó là khoảng 40mA. Có nghĩa là bằng 0.04 ha. Ampere. Giá trị thứ nhất của mình. Tiếp theo mình đo chip led 2835 ha. Coi cái dòng nó qua bao nhiêu. Rồi, ở đây mình có một cái vỉ led gồm có những con chip led 2835 thì mình sẽ đo cường độ dòng điện. Kiểm tra nhìn cái kim dòng nè, nó ăn bao nhiêu ha. Coi quan sát thấy không? Nhìn nó lên khoảng 2 vạch nha các bạn. 2 vạch là 80mA ha. Và là con chip led này á, nó ăn dòng là khoảng 80mA. Chip led 2835. Còn đối với những con chip led 5030 này á, mình đo luôn cái cường độ dòng điện của nó coi bao nhiêu. Đây các bạn nhìn. Rồi, mình thấy là nó lên 2 vạch luôn nha. Nó lên 2 vạch là giống như cái con chip led 2835. Có nghĩa là dòng điện qua chip led này là khoảng 80mA. Rồi ở đây mình sẽ có bảng giá trị nha. Con chip led 2835 và 5030 này á, cái dòng điện nó bằng nhau, có nghĩa là 80mA. Cái là 0.08A. Rồi ở đây mình sẽ test cho các bạn thấy. Đây là chip led Samsung, chip led H. Ở đây bốn con chip led này á, cái điện áp ngõ vào của nó là khoảng 12V. Thì mình sẽ cấp cái điện áp 12V đây. Nào mình chỉnh cái điện áp 12V nè. Mình đo coi cái công suất của nguyên con chip led H này á, nó tích hợp 4 cái chip led 5050 bên trong á, là công suất nó khoảng bao nhiêu. Đây mình đã chỉnh lên cái mức 12V rồi. Sau đây mình sẽ đo cái cường độ dòng điện của nó. Rồi, cường độ dòng điện qua chip led NAC này á, mình đo được tầm khoảng 2 vạch luôn. Có nghĩa là 80mA. Đối với mức điện áp chuẩn đầu vào của nó là khoảng 12V á, thì cái cường độ dòng điện qua con chip led tích hợp này á, nó là 80mA. Có nghĩa là 0.08A luôn ha.
Rồi ở đây á, các bạn có thể tính được cái công suất của từng chip LED này. Các bạn lấy công suất á, nó sẽ bằng cái giá trị U là điện áp này nhân với cái cường độ dòng điện qua LED, là các bạn ra được công suất ha. Như ở đây á, các bạn lấy cái này các bạn nhân như nhau. Lưu ý nha, cái giá trị mà dòng điện á, các bạn phải đổi qua ra ampere hết. Ví dụ các bạn đo được miliampere á, thì các bạn chuyển ra ampere cho mình. Vì hai cái này nhân vô nhau nha, nó ra công suất. Ở đây là nó ra khoảng là 0.12W. 0.12 nè, watt. Còn đây là 0.24W. Rồi và là như vậy á, chúng ta có những cái công suất như thế nào? Những cái chip LED khác nhau thì công suất của nó khác nhau ha. Ở đây mình có hai chip LED này á, như 2835 với 5030 á, thì cùng công suất khoảng 0.24W nè. Còn đối với 4 chip LED khác nào tích hợp á, thì công suất của nó lên khoảng là 0.96W. Do cái điện áp của nó tăng lên thì B công suất của nó tăng lên ha. Tuy nhiên dòng của nó so với những cái chip LED này á, nó không tăng ha. Nó chỉ là 80mA thôi. Còn đối với chip LED mà 3528 á, thì dòng của nó nhỏ hơn ha, 40mA. Thì công suất của nó mình tính ra được á, là khoảng 0.12W. Thì cái mức điện áp này á, là mức điện áp đầu vào cái là theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Như chip LED của nó là 5V, 3V, 12V, 24V hay bao nhiêu đó. Thì đây các bạn cứ lấy tính công suất á, thì các bạn cứ lấy là điện áp nhân với dòng điện qua LED là các bạn ra được cái công suất. Cái này á, là trên đây là cái áp dụng đối với những chip LED giá HD. Còn đối với những LED đơn á, như LED này nè, LED chân cắm á, thì cái cách tính là tương tự nhau nha. Như mấy con LED này á, thì cái điện áp của nó là khoảng 2.2V. Tùy màu, mỗi màu sắc á, thì có mức điện áp khác nhau, nhưng mà nó không quá 3V đâu. Nó chỉ tầm 2.2 đến 2.8V thôi. Thì các bạn cũng cấp cái nguồn vô đây, là các bạn điều chỉnh cái điện áp, đúng điện áp của nó, rồi các bạn đo cái cường độ dòng điện được bao nhiêu, thì các bạn lấy hai nó nhân nhau, các bạn ra được cái công suất của những con LED như thế này. LED 5V nè. Đối với những cái chip LED mà tích hợp á, như chip LED cốt lớn á, thì các bạn cũng đo tương tự. Các bạn dùng cái bộ nguồn, rồi các bạn đo được cái dòng điện của nó, rồi các bạn tính được cái công suất của nó ha. Là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.